Rồi em xin chào cả nhà, nay mình đi thăm 70 cả nhà ơi. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành nha cả nhà, với anh em đồng nghiệp đi thăm 70 chúc bánh nha cả nhà. Nay mình mới tới điểm luôn cả nhà ơi, giờ đi theo trải nghiệm cái đầu tiên. Chỗ này em thấy có đây có cống đi dữ lắm cả nhà. Một con đầu tiên cả nhà ơi, em đặt đường này nó cống ra chục con cả nhà. Rồi để đây đi, bên đây còn cá nữa nè. Cái này đặt một thôi. Rồi cái này không dính nè cả nhà ơi. Tạm đặt đường mòn nó đi nè. Hai cái dính còn. Trong đây hình như còn một cái nữa. Đi ra ngoài lại đi nó dễ đi cả nhà. Cái này lội lĩnh vĩnh luôn cả nhà. Con cái nè. Cái này sập rồi, không biết dính con gì đây. Con chuột con chập bá luôn cả nhà ơi. Quá phơi. Đây. Qua đá cả nhà. Đây những này hơi tối cả nhà thông cảm nha. Đây em có một cái nữa nè. Cái này không dính nè cả nhà ơi. Đặt ngay đường mòn đi nè. Hình như bên đây còn một cái nữa. Rồi cái này không dính nè cả nhà ơi. Đây hình như còn 2-3 cái gì á. Rồi cái này dính rồi cả nhà. Đặt ngay đường ngọn nè. Cả nhà thấy đường ngọn không? Đường đi đắng bóng luôn á cả nhà. Quá phơi. Con này chạm vá luôn, nặng lắm cả nhà. Con này cũng 4 đạn luôn á. Em bên đây còn cái nữa nè. Cái này không dính nè. Cái này nó cắn cỏ quá trời luôn nè. Không dính cả nhà ơi. Vô con ốc mà tí rét. Rồi còn cái cuối trong đây luôn cả nhà. Để mà em hình như đặt 8 cái. Cái này không dính luôn cả nhà ơi. Đấy, đường nó đi nè. Để dừng luôn cả nhà ơi. Tới điểm quay tiếp. Tới điểm luôn cả nhà ơi. Còn điểm này có một cống nào không? Hôm qua đặt cái này đặt cống cả nhà. Rồi không dính luôn cả nhà. Không dính nha. Rồi dừng luôn cả nhà. Đây đến luôn cả nhà. Đây là một con cả nhà.
của em. Tôi thêm luôn cả nhà. Đây, đầu con chuột cơm nè, nó ngồi nè cả nhà. Chà bá luôn. Quá đã. Tôi thêm luôn cả nhà. Đây dính rồi, dính. Con chuột cơm cả nhà. Bánh ký luôn. Ôi. Thế để luôn cả nhà. Rồi, sập bài. Con chuột cơm mạnh kia luôn. Quá phơi cả nhà. Bự. Bên đây em còn khác nữa. Rồi cái này không dính cả nhà. Rồi cái này không dính, dừng luôn cả nhà. Cái tiếp luôn cả nhà. Đâu ta? Bên này. Rồi cái này không dính luôn cả nhà. Cái tiếp luôn cả nhà. Rồi cái này dính này dớt đắt luôn rồi cả nhà ơi. Hên là còn sống. Hên quá cả nhà ơi. Xà bá luôn. Hên. Tết lắm luôn cả nhà. Này không được dính không đây. Rồi, không dính rồi cả nhà. Tết lắm luôn cả nhà. Dính rồi cả nhà. Còn chục cơm. Cái đó luôn cả nhà. Cái này dính rồi. Hai con luôn. Rồi. Con nhỏ con bự. Tới đến luôn cả nhà. Mấy chó bệnh phá quá, nó phá em hai cái bẫy luôn. Tức trời tức. Nó trào máu luôn. Nó tha 27, nó tha xuống dưới sông á. Trắng nước hai con chuột chết queo luôn. Giờ em đi kiếm em mò. Rồi, quả trưởng được chín luôn nè cả nhà. Cay thiệt. Sẽ đến luôn cả nhà. Cay, mấy chó đó làm cay thiệt. Mấy chó đó nóng thiệt. Cái này dính nữa rồi cả nhà. Mấy chó làm này, cay nóng. Đây, con chuột cơm. Chuột này từ trên cái dừa xuống cả nhà. Đây còn một chuột dừa á. Trên đây nè. Để dừng luôn cả nhà. Chừng nào tới điểm quay nữa. Tới điểm luôn cả nhà. Rồi, cái này dính rồi cả nhà. Con chuột cơm chà bá luôn cả nhà ơi. Ai tức mấy con chó gì đâu á cả nhà. Hên là cái bẫy này là gặp mà bẫy nào mà dẫm là nó cắn dách luôn á cả nhà. Cái này thấy sập và dính nữa rồi chà bá luôn. Này chuột dừa, đúng chuột dừa luôn nghe cả nhà. Quá phơi. Tới đến với thầy.
đâu ta. Bên đây là hòn dính. Rồi hòn dính cả nhà. Rồi rồi cái này dính này. Đây một con chuột con chà bá luôn cả nhà ơi. Quá phê. Rồi nó phê. Cái đến luôn cả nhà. Dính này. Đặt lầm. Đây con chuột con chà bá luôn cả nhà. Quá phơi. Thế đến luôn cả nhà. Rồi 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 dính hết cả nhà. Còn chà bá luôn. Quá đã luôn. Rồi đắp vô nặng hết ra nổ luôn cả nhà. Thế đến luôn cả nhà. Rồi 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 dính hết cả nhà. Chà bá luôn cả nhà. Quá đã. Đây đem lấy ra cho cả nhà coi. Đó phơi chưa cả nhà. Quá phơi. Rồi đếm này nó đếm cuối luôn hay gì vậy. Rồi 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 dính nó cả nhà. Dính con gì không chuột cơm. Đây chuột cơm dằn khè luôn. Quá phơi cả nhà. Dừng luôn cả nhà. Tới đêm luôn cả nhà. Rồi dính dính dính. Con chuột cơm nó cả nhà. Chà bá luôn. Tới đêm luôn cả nhà. Rồi 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 dính nó cả nhà. Con chuột cơm bành kỳ luôn. Quá phơi. Tới đến luôn cả nhà. Rồi 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 dính nữa cả nhà. Con chuột cơm bành kỳ luôn. Tưởng đâu cống không. Đen đen nè. Quá phơi cả nhà. Bên đây có một cái nữa nè. Rồi, cái này dính luôn cả nhà. Quá phơi luôn, chà bá luôn. Hình như còn cái nữa thì vậy cả nhà. Em kiếm coi. Em ra em tổng một quả luôn. Trời em tổng một quả luôn cả nhà. Hôm nay đi được như đây. Hôm nay đi được như đây cả nhà. Quá đã. Giờ cả nhà coi video có thấy mến có hay cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh cả nhà. Giờ em tranh thủ em về giúp nhóc nữa, nhóc em đi học rồi. Rồi thôi, em bye bye cả nhà.